Thì mọi người biết là đốt cho người âm chỉ là cần hình thôi chứ không cần là món làm gì. Mua một quả trái cây mọi người thấy không nè. Hello, chào cô chú anh chị và bạn quay lại kênh Sáng Tác Tổng Hợp ha. Thì hôm nay mọi người ơi, mọi người clip có nhớ là clip lần trước mà mình đi cầu quay đũa mọi người trên mặt kiến mà ở ngoài cái khu mộ ở giữa đồng không? Thì hôm đó thì Tú có hứa là hôm đó mình quay mà họ không cho mình về mọi người. Thì hôm đó mình có hứa là mình sẽ ra cúng và trả lễ. Thì hôm nay mình được cô chú ủng hộ cho kinh phí để mua ba cái thứ nhất là đồ giấy, mọi người thấy không nè, đồ giấy ha, mình xem đốt cái này mua tới hai bộ lận nè, mua tới hai bộ đây có rất là nhiều đồ ha. Thì mọi người biết là đốt cho người âm chỉ là cần hình thôi chứ không cần là món làm gì, như là vàng là đồng hồ nè, son nước hoa nè, điện thoại iPhone nè, lược nè, kính nè, túi vải nè, túi sách nè, rồi đồng hồ nè, rồi dép nè, nữ trang cũng như mọi người thấy không, bên đây là đồ bộ phụ nữ nha. Còn đây nè, đây là đàn ông, đồ đàn ông mọi người, mình mua thêm hai bộ. Mình không biết hồi đó là đàn ông hoặc phụ nữ nhiều, nhưng mà mình đốt thấy mình đốt hai bộ đi, cho ai nhận được thì ra nhận, chứ mình không biết là ai nữa, đông quá đông. Thì người thấy không nè, thuốc hoa di nịch, thuốc lá, rồi đồng hồ, rồi kính, rồi nhẫn, rồi lược, rồi quạt bít bô nữa, iPhone, dép nè, cũng hạn nón nè, cũng hạn áo thun caro phật rằng. Với lại mình có mua một quả trái cây mọi người thấy không nè. Ở đây thì có lựu, có quýt, có nhãn người. Thì lần trước mình đã hứa thì lần nay mình sẽ ra mình cúng ha. Lần này mọi người mình cái lần trước mình cầu thì mình đặt camera gần ha. Thì hôm nay mình sẽ đặt camera xa ra, mình sẽ đặt xa khoảng 5-7 mét gì đó, mà mình sẽ đốt giấy như mình cúng ở đó. Thì mình sẽ không quay cận cảnh ha. Nếu mà quay cận cảnh thì sợ người ta không ta, ta có camera gần quá ta không muốn lên á. Thì giờ mình sẽ đặt camera giấu cái camera ở góc rồi đó, rồi mình sẽ đốt và cúng xong mình sẽ đi chỗ khác. Thì trong quá trình đưa thuốc tàn mình sẽ quay lại mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó thôi, bây giờ cũng chín mấy mười giờ phía mọi người. Thì giấc này cũng mình không biết giấc nào người ta linh đó, nhưng mà giấc phi càng phi thì càng linh. Thì bây giờ mình đi ra ngoài thôi ha. Thì sẵn đây mình cũng nói về cái vụ mà clip trước, clip mà mình vô căn nhà quan mà để nhạc, mình lồng nhạc quá nhiều mọi người, quá lớn. Thì đầu clip mình ở đó rồi, thì ở đó rất là nhiều người ta hát karaoke, thì mình sợ bị dính âm thanh bản quyền của người khác, thì mình mới lồng nhạc vô lên cho lớn để clip với tiếng âm thanh đó, để cho mình không bị bản quyền mọi người. Thì mình đã nói trước rất là nhiều lần luôn, mình đã đầu clip đã nói rất là nhiều lần vụ âm thanh đó, nhưng mà mình không hiểu tại sao mà cũng có người nói tại sao mà mình để âm thanh quá lớn. Mình đã nói trước là có thể mình lập âm thanh lớn vào để cho clip đi cái tiếng âm thanh đó, mà cũng có người nói sao để âm thanh lớn quá không nghe được tiếng nói. Thì mình đâu có thấy đâu, mình đã cố gắng nói chuyện rất là lớn cho clip luôn cái âm thanh đó, nhưng mà nó không được đâu, tại vì âm thanh nhạc mọi người, giai điệu nhạc nó quá lớn đi nên mình không có thể nào mà làm sao cho nó mắc âm thanh được. Nếu mà làm mắc âm thanh nó mắc âm thanh của mình nói chuyện luôn. Thì bây giờ mình không nói dài dòng nữa, thì các bạn trước khi các bạn xem clip á, thì các bạn hãy cân xin thật kỹ ha. Cũng như mà các bạn theo dõi về tâm linh, các bạn đừng có tua xem video tâm linh, bạn tua rồi không có thấy được tâm linh đâu. Tại vì cái tâm linh thì đôi khi nó sẽ đôi khi sẽ hiện ra một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, có khi một giây hai giây cũng chừng, mà các bạn tua qua, bạn tua mỗi lần bạn tua 10 giây, mà các bạn tua 10 giây đó rồi thì đâu còn thấy được nữa. Mà trong video đôi khi là cái nào lúc có lúc không, chứ phải lúc nào cũng có mọi người. Thì
Thì video mình làm thì nó chân thật thì lúc có lúc không chứ không phải lúc nào cũng có. Thì giờ mình không có lấy dòng nữa, bây giờ đi ra ngoài thôi mọi người. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Bây giờ đi ra ngoài mình đốt như mình làm cái nghi thức mình trả lễ cho người ta thôi. Bây giờ mình đang tới ô cốc bình đi hết hụng với người cốc người. Nó bự cho bá nạnh đi thiên đạp thôi. Hồi bữa là đèn sáng, đèn sáng nhiều lắm, sao nay có thui ta. Hồi bữa là đèn sáng chân nhiều, nay có thui hồi luôn á. Chút dạ. Quay vô đây mình còn kêu quay đi cái hết. Cái đồ này là cái đốm nó đốm rồi. Quên cái đèn lót cái đèn. Rồi thấy con hung mão đó, nhặt tới rồi. Cấp cho bác nè. Rồi đi mình lấy này máy này rồi mới lại nè.
nay con ở đây khoảng như là con đã làm con lời hứa con hồi trước, thì hồi trước con có hứa là quay lại trang lễ cho bạn ở đây. Hôm nay con có đem đồ rồi với cụ cái đồ lạc của cô chú ông bà đây cần xài, con sẽ đem hai bộ nam và nữ, thì con sẽ cúng và con đốt cho thì ai mọi người thì nhận, con em biết bao nhiêu người. Thì đây con hôm nay có đem ra trái cây thì nó lại cho ông bà cô bác ở đây, chắc mong ông bà cô bác này phù hộ cho con làm ăn sức khỏe và như là công việc tốt đẹp. Người thấy nè, thì giờ mình sẽ đốt luôn rồi, mình đặt máy gần đây mình đốt rồi đi, mình để máy xa ra. Vì con sẽ đốt đồ phụ nữ trước, ông bà ở đây thì nhận được dạng, con không biết là đây có nhiêu người, con đốt vậy thôi, nhận được dạng ha. Đốt luôn thứ hai mọi người, ông bà đốt luôn đồng bào nam, ai nhận thì nhận ha. Mở đặt máy đi.
Rồi nó do là gió quá, đèn cảm cháy luôn, sao để đèn anh thấy ha. Sáng quá không ta? Đi đi, tối đi. Đi đi. Có đèn thấy được không ta? Ủa đèn, ủa sao đèn cảm cháy lại vậy ta? Ủa kìa. Máy tắt rồi mà. Giờ cháy lại. Để đi.
Rồi thì nãy giờ cũng lâu rồi, chắc lẽ nó dùng xong rồi. Bây giờ mọi người, bây giờ mình sẽ mình cũng xong rồi, thì mình sẽ xin cái trái cây này về để mình ăn. Thì mọi người biết là đồ cúng thì mình cũng rồi, nên giờ mình ăn thôi. Thì con nó cũng đã lễ ông bà xong rồi, thì con xin được đem trái cây này về ăn. Rất mong ông bà đừng có bỏ con, như là đừng có trách con ha. Bây giờ mình sẽ để mình để má đi, đem để rồi rồi. Cái mình bỏ là phí mọi người. Người âm người ta hưởng xong rồi mình về em về thôi. Bỏ phí lắm. Hai đứa còn nguyên sinh luôn nè mọi người thấy không? Nguyên sinh luôn. Không rớt miếng nào. Nha, mình sẽ cắm dưới góc như thế này đi. Mình đi vô luôn nè. Thì bây giờ mà clip của mình á thì chỉ vậy thôi. Ai tin thì tin, tin thì thôi ha. Ai tin tâm linh thì họ sẽ chăm chú và chú ý vào chỗ đó, chỗ mình làm thức ha. Cái hiện tượng thì mọi người sẽ thấy. Còn nếu như mọi người không, nếu như các bạn mà không tin á, thì giờ mình có nói thế nào cũng như là làm thế nào thì mọi người không tin thôi. Đây các bạn đi khỏi một chút cái đi nói chuyện với mọi người nhé. Thì chốt sổ quá trời nhất. Bây giờ thì clip của mình thì có vậy thôi mọi người. Thì clip chân thật thì đôi khi có hay không mọi người. Thì nếu mà có hiện tượng gì thì mọi người nhớ comment phía dưới ha. Mình cũng không có rõ tại vì mình phải về xem camera lại, mình phải xem clip lại thì nó mới có thể là cho quay chậm hoặc là tua cho người xem ha, phóng to cho người xem. Thì giờ đi, nó giờ vô tới vô ánh đèn mọi người. Thì mọi người nếu mọi người muốn xem nhiều clip tâm linh khác mọi người hãy đăng ký kênh. Những bạn chưa đăng ký hãy đăng ký kênh, bật chuông lên để các bạn có thể nhận được những thông báo video mình đăng lên mỗi ngày. Thì các bạn hãy like và cũng như là comment ý kiến mọi người bên dưới ha. Thì giờ chào mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Bye bye mọi người nha.